Lực xin chào tất cả các quý anh chị. Đây là hình ảnh lô đất từ góc nhìn Fly Cam thuộc xã Diên Phước, huyện Diên Khánh. Hôm nay anh Cực sẽ giới thiệu một lô đất có tổng diện tích là 149m, ngang 9,95m và dài là 14,9m. Hướng bên tay trái quý anh chị là mình sẽ ra được là con đường liên xã như quý anh chị, đường nhựa nối liền hai đường tỉnh lộ 2 và đường quốc lộ 27, hay còn gọi là đường Gateway West. Để hướng bên tay phải này là mình đi được là con đường Gateway West nha quý anh chị. Để hướng này em sẽ đánh dấu mũi tên để quý anh chị nhà mình sẽ hình dung được. Thì ngay con đường Gateway West mình cũng đi xuống được tới thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Và bây giờ em sẽ quay lại cái lô đất của mình, cái con đường để bên tay trái này là mình đi ra được đường tỉnh lộ 2. Thì ngay góc đường tỉnh lộ 2 á, thì có bệnh viện tâm thần, ủy ban và bưu điện. Và đây tính là đường tỉnh lộ 2 để hoàn thiện. Đi thẳng theo hướng mũi tên mẹ mà đánh dấu là mình đi tới được là chợ Diên Phước và trường trung học cơ sở Nghĩa Tây Học ngay góc ngã tư nhà quý anh chị. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang và Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất cách đường nhựa liên xã nối liền đường tỉnh lộ 2 và đường quốc lộ 27C là chỉ 60m thôi. Đây là lô đất có được làm rào chắn hết rồi. Và đây là toàn bộ hình ảnh lô đất được làm hàng rào bởi lưới B40 và làm tủ hết rồi cho quý anh chị. Đường đất nha quý anh chị. Định thì lô đất mình có địa chỉ tại là vị trí là thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Có tổng diện tích là 149m. Ngang gần 10, chính xác của nó là 9,95m. Ranh giới của nó là từ cái trụ bê tông có hàng lưới B40 này. Mình chạy dài ngang qua bên này. Chạy tới này là 9,95 và chạy dài ra phía sau. Thì quý anh chị đi lên xem đất á, đi theo Google Maps á, chị tới lô đất sẽ thấy rất là rõ, rất là dễ nhận biết quý anh chị. Cái con đường hiện trạng này là con đường hiện trạng rộng 3m. Và đó là cái điểm trừ đầu tiên cho lô đất của mình. Đường đất mà trong tương lai sẽ được bê tông hóa hết nếu mà khu vực dân cư đây đông đúc trở lên. Phía xe kia là con đường liên xã, đường nhựa để nối liền đường tỉnh lộ 2 và đường quốc lộ 27, hay còn gọi là đường Gateway West, là khoảng chừng là 60m nha quý anh chị. Lô đất mình thì có 60m đất ở, còn là đất trồng cây lâu năm. Thì lô đất mình nằm trong khu dân cư luôn. Để em sẽ quay khu dân cư cho quý vị nhà mình dễ hình dung. Thì từ góc nhìn flycam á, em sẽ úp cái hình flycam xuống để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Thì lô đất mình thì có sổ giấy đầy đủ hết rồi. Em sẽ úp hình cái sổ đỏ lên để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Và giá bán cho tổng diện tích lô đất của mình là 1.250.000.000. Giá này là còn bất động sản bao xem tên cho quý anh chị. Thì từ cái vị trí lô đất của mình mà đi ra cái con đường liên xã là 60m, rẽ bên tay phải em là mình đi ra đường Gateway West, hay còn gọi là đường quốc lộ 27, là 900m. Và từ cái điểm này mình đi theo hướng bên tay trái em là đi về đường tỉnh lộ 2, thì cách đường tỉnh lộ 2 là 500m nha quý anh chị. Thì nghe đường tỉnh lộ 2 á, thì bao gồm bệnh viện tâm thần, ủy ban và là bưu điện, thì cách đó khoảng chừng là 650m. Và đi một đoạn nữa là mình đi tới ngã tư, thì ngay ngã tư đường tỉnh lộ 2 và đường hương lộ B9 đó, thì có chợ Diên Phước và trường trung học cơ sở Nghĩa Tây Học, khoảng chừng là 1,2 cây, rất là gần.
từ vị trí lô đất của mình đi xuống thành phố Nha Trang thì khoảng chừng là 17 cây nha quý anh chị. Thì nãy giờ em Trực cũng đã review xong lô đất tại thôn An Định, xã Nhân Phước, huyện Nhân Khánh với giá bán là 1 tỷ 250 triệu. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem lô này thì alo em Trực qua số điện thoại là 0843 1679 bên góc phải màn hình. Quý anh chị nhà mình nhớ đăng ký kênh, em Trực sẽ up những cái bất động sản tại Dương Khánh để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Em Trực xin chân thành cảm ơn.